有个港 WiFi 吗？跟楼港 WiFi。không phải kết nối với lại bluetooth qua cái điện thoại thì mà không nhớ nhiều chữ nào, không nhớ để con chọn mua cái dòng này vì là cái của GoPro hay cái ứng dụng điện thoại đi kèm nó tốt. Nó tiện cho mình. GoPro thôi, trong Mỹ thôi. Bọn GoPro này thì nổi tiếng về, tức là nó là bọn đầu tiên làm cái sản phẩm kiểu này. Về sau sản phẩm này toàn gọi chung, rất hay gọi chung tên là GoPro. Tức là cam là cho những người hay đi du lịch. Cái thằng này nó đã chui được xuống nước. Xuống nước được mà. Tức là nó là cho cái bọn hay chơi mạo hiểm với bố. Nó leo núi xong rồi nó lặn sâu xuống ấy. Là mình cứ gài vào đâu đó là nó quay nên là nhìn rất là đẹp. Cái trải nghiệm nhìn video nó rất là hay. Đây có mấy hàng cà phê rất hay. Ngoài rẻ. Và cà phê rất ngon, đúng hạt luôn. Bố làm bây giờ thì mất ngủ. Con nào nó ok hả? Không, là con mất ngủ nó đấy. Dạ, không được. Dưới ép mình cảm giác như vậy. Dậy xong chắc là lót dạ rồi làm cốc cà phê cho tỉnh. Đây có rất nhiều hàng cà phê ngon được không ạ? Nhìn sang cái hồ này luôn. Bánh quy nó cũng đỡ đâu là này. Em nắm định nhiều hàng ăn ngon mà rẻ hơn là tối hơn. Thì ra kia mua cốc cà phê nóng mang đi xong rồi mang nó xong rồi để khách sạn của ông đến 1:30 dậy đấy. Chứ giờ đấy đâu ai bán cà phê cho mình. Quên, mình không mang mấy gói cà phê đi nhỉ? Nó điểm điểm. Pha. Pha lít kích hết. Sao lại không đẹp? Sao lại không đẹp? Anh sợ nó nâng cấp lại. Chắc cả đám cưới là thứ ở đây nhá. Đây nhiều hay sao? Được rồi, mua hỏi đấy nhá. Vâng.
Nhắn cho anh số tài khoản anh chuyển nhé. Ngày xưa tài khoản Vietcombank anh nhớ được, chứ tài khoản Tech là anh không nhớ lắm. Tại vì ngày xưa phải khai nhiều ấy thì còn nhớ được, chứ bây giờ là toàn copy paste. Rồi 1900 gì gì đó.